chế độ hậu đãi sau khi mua sản phẩm của bên Điện Máy An Gia sẽ như thế nào. Ok, chào mọi người, này buổi sáng hôm nay mình sẽ lên video. Thì cái video này mình sẽ giới thiệu các bác ở đây. Đây là một con máy của bác khách ở bên phường Nghĩa Đô vừa mang qua mọi người nhá. Phường Nghĩa Đô Cầu Giấy này. Thì con máy này thì bác ấy mua của em được 4 năm rồi. Thì hiện tại bây giờ là máy nó không chạy. Máy không chạy mọi người nhá. Đấy. Máy không chạy. Thế thì nguyên nhân là bởi vì như này. Nguyên nhân là bởi vì cái phao này nó gãy này. Đấy. Phao nó gãy này và hai cái cảm biến này nó làm bị chết. Tất nhiên là cái việc này nó rất là đơn giản và cái việc khắc phục rất là bình thường thôi, không vấn đề gì cả. Nhưng mà chế độ hậu đãi của bên em là gì? Cái những cái máy này bên em sẽ bảo hành 1 năm. Nhưng mà bác này bác mua được 4 đến 5 năm rồi, nhưng mà bên em tất cả những khách bên em vẫn nhận lại, vẫn nhận để xử lý lỗi cho các bác, những cái lỗi bình thường các thứ và em kể cả lỗi nặng mà em vẫn xử lý các bác bình thường. Tại vì tất cả những sản phẩm bọn em mang ra sản thị trường là bọn em tự tin là bọn em sau khi bán hàng là bọn em có những linh kiện để sửa chữa thay thế cho khách hàng. Nhưng bên em chỉ có nhận những sản phẩm của bên em thôi. Đấy, chứ còn sửa ngoài thì bên em không có thời gian. Đấy mọi người nhá. Thì tất cả những khách hàng mà mua hàng của bên em sau khi mua hàng, sử dụng hàng hóa hết bảo hành, bên em vẫn nhận sửa bình thường. Nếu mà lỗi bình thường bọn em có thể bình thường thì bọn em có thể hỗ trợ luôn, còn nếu lỗi nặng hơn thì bọn em sẽ cần thu thêm phí một chút, nhưng mà bọn em sẽ lấy một cái giá nó rất là hợp lý. Cái thứ hai là sửa là sửa chỉ để lấy công để trả thợ thôi, chứ bọn em cũng không lấy lãi gì, không có chém gì ở khách hàng ở đây nữa. Đấy mọi người nhé. Thế nên là cái chế độ hậu đãi của bên em là làm việc các thứ là các bác cứ hoàn toàn yên tâm, hết bảo hành bên em vẫn nhận sửa chữa các thứ cho bác để các bác dùng thoải mái. Nhưng chung con Nhật này có thể các bác dùng mình tự tin có thể là nếu mà dùng không thì cả chục năm đấy, trừ khi các bác chán các bác mất đi thôi. Ok bác nhé.